Kính thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, tức dạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại Washington DC, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ. Tổng thống Indonesia Widodo đã đồng chủ trì với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris các hoạt động này. Lãnh đạo các nước đã trao đổi về an ninh biển, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu thủ tướng phạm minh chính mong muốn các nước lớn những đối tác của asean có thể đưa quan hệ đi vào ổn định cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm đồng thời tham gia đóng góp cho khu vực trên tinh thần minh bạch xây dựng tôn trọng vai trò trung tâm của asean tham vấn đầy đủ với asean tôn trọng luật pháp quốc tế đóng góp cho hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới Lãnh đạo Hoa Kỳ đã công bố nhiều đề xuất sáng kiến hợp tác với ASEAN. Hoa Kỳ sẽ đầu tư 40 triệu đô la Mỹ tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, dành 60 triệu đô la Mỹ tăng cường hợp tác biển, 150 triệu đô la Mỹ để triển khai sáng kiến tương lai y tế ASEAN Hoa Kỳ, hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng và 70 triệu đô la Mỹ cho các chương trình giáo dục, giao lưu nhân dân. Lãnh đạo ASEAN cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ chủ động ứng phó COVID-19, giúp nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh, cung ứng vaccine và gần đây thành lập văn phòng khu vực Đông Nam Á Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ tại Hà Nội. Về tình hình thế giới và khu vực, ASEAN và Hoa Kỳ khẳng định phối hợp chặt chẽ, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh ASEAN thúc đẩy hợp tác, đối thoại và xây dựng lòng tin ở khu vực nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Về tình hình Myanmar và Ukraine, các nước kêu gọi kiểm chế, giảm căng thẳng, bạo lực, bảo đảm an toàn cho người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm của ASEAN, đồng thời hoan nghênh nỗ lực của Chủ tịch ASEAN hỗ trợ Myanmar sớm ổn định tình hình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình bất đồng và tranh chấp tại phiên họp với tổng thống joe biden thủ tướng phạm minh chính mong muốn các nước lớn những đối tác của asean có thể đưa quan hệ đi vào ổn định cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm, đồng thời tham gia đóng góp cho khu vực trên tinh thần minh bạch, xây dựng, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tham vấn đầy đủ với ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh giải quyết hòa bình mọi tranh chấp khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước UNCLOS 1982. Thủ tướng hoan nghênh các đối tác ủng hộ ASEAN thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Tại phiên thảo luận về vấn đề an ninh biển và phòng chống COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh các sáng kiến của Hoa Kỳ về tăng cường hợp tác biển với khu vực. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tất cả các quốc gia, bao gồm các nước ASEAN và Hoa Kỳ, chia sẻ tầm quan trọng và lợi ích trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuyến giao thương hàng hải huyết mạch của thế giới. Thủ tướng cảm ơn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch, trong đó có cung ứng vaccine cho Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục giúp đỡ các nước ASEAN phòng chống dịch bệnh, nhất là chuyển giao công nghệ trong sản xuất vaccine và thuốc điều trị, nâng cao năng lực y tế và chất lượng nhân lực y tế, đồng thời hỗ trợ các nước ASEAN và Việt Nam quan tâm, chăm sóc, trợ giúp những nhóm yếu thế bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thủ tướng cũng mong hoa kỳ triển khai hiệu quả hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác mekong hoa kỳ góp phần bảo đảm chất lượng phát triển hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững tại khu vực phát biểu tại phiên họp về ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng bền vững giữa các lãnh đạo ASEAN với các bộ trưởng nội các do Phó Tổng thống Harris chủ trì, Thủ tướng mong Hoa Kỳ triển khai hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ, góp phần bảo đảm chất lượng phát triển, hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững. Thủ tướng đồng thời đề cao nỗ lực của các nước hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu thông qua chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật, phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, xây dựng hạ tầng chất lượng cao, hướng tới phát triển xanh và bền vững. Lãnh đạo các nước thông qua tuyên bố tầm nhìn chung phản ánh những kết quả đạt được trong 45 năm qua và đề ra định hướng tương lai. Trong đó, các nước cam kết thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Hoa Kỳ có ý nghĩa thực chất, hiệu quả và cùng có lợi tại hội nghị cấp cao ASEAN Hoa Kỳ lần thứ 10 vào tháng 11 năm 2022, trong đợi sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết. Chiều ngày 13 tháng 5, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ tại Washington DC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Phá Văn. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi chân tình và thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Thủ tướng Phan Khăm Vị Pha Vành và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước Lào anh em. Chúc mừng những kết quả tích cực của Lào trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và mở cửa trở lại. Đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cả trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Pha đánh giá cao những thành tựu quan trọng về đối nội, đối ngoại mà Việt Nam giành được thời gian qua, nhất là việc kiểm soát dịch bệnh, nhanh chóng mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước Lào tới lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam và cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả Việt Nam dành cho Lào trong suốt những năm qua. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về sự phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Từ đầu năm 2022 đến nay, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Phan Kham Vị Pha Vanh vào tháng 1 năm 2022, với hợp triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao và các thỏa thuận đạt được tại kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ do hai Thủ tướng đồng chủ trì đầu năm nay tại Hà Nội. Trong quý 1 năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 403,6 triệu đô la Mỹ, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2021. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, năng lượng tiếp tục được thúc đẩy. Trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần duy trì đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trước những thách thức hiện nay của khu vực và trên thế giới cũng trong thời gian ở Washington DC tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp ngắn bên lề hội nghị với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanucha để thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương quan trọng với từng nước cũng như trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Murphy Oil đánh giá cao thị trường Việt Nam, đề xuất các biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến độ của dự án Lạc Đà Vàng. Thời gian tới thì tập đoàn sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm tại các lô thuộc quyền điều hành theo đúng cam kết với chính phủ Việt Nam. Lãnh đạo Murphy Oil đánh giá cao thị trường Việt Nam, báo cáo về các hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là tiến độ phát triển dự án Lạc Đà Vàng và đề xuất các biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến độ của dự án trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, thăm dò tại các lô thuộc quyền điều hành theo đúng cam kết với chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác, tham gia tích cực của Murphy Oil tại các hoạt động tìm kiếm thăm dò tại Việt Nam trong thời gian qua cũng như hoan nghênh kế hoạch mở rộng các hoạt động tại Việt Nam của tập đoàn trong thời gian tới trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đề nghị hai bên đẩy nhanh tiến độ các công việc, Thủ tướng cho biết đã có các chỉ đạo và tập đoàn dầu khí Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với tổng hợp nhà thầu và các bộ ngành để xem xét và giải quyết các vướng mắc của dự án mỏ lạc đa vàng. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Murphy Oil khẩn trương tiếp tục phối hợp với PVN, PVEP giải quyết các vấn đề liên quan, chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các đề xuất của tập đoàn, triển khai các công việc cần thiết để thúc đẩy tiến độ của dự án Lạc Đà Vàng. Đây là tập đoàn lớn của Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Hoa Kỳ và Canada và đang phát triển trữ lượng tại Australia, Brazil, Đông Nam Á. Trong năm 2020, sản lượng của tập đoàn đạt hơn 174.000 thùng dầu mỗi ngày. Năm 2021, doanh thu của công ty đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn đã đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ vào công tác tìm kiếm thăm dò tại Việt Nam và hiện đang điều hành các lô dầu khí tại Bể Cửu Long, Bể Phú Khánh. Tập đoàn cũng đang hợp tác với công ty thăm dò và khai thác dầu khí PVEP tích cực triển khai phát triển dự án Lạc Đà Vàng, Bể Cửu Long với tổng vốn đầu tư 700 triệu đô la Mỹ.